Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bác sĩ Nhi Khoa là nơi giải đáp và là nơi cung cấp các thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe dành cho các bé từ các chuyên gia uy tín nhất. Và như thường lệ, để mở đầu chương trình của chúng ta, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với phần bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Nuôi con bằng sữa mẹ, lợi cho con, tốt cho cả mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của các bé, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho chính các bà mẹ. Đây là nội dung quan trọng mà nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã nỗ lực tuyên truyền sâu rộng đến người dân suốt 30 năm qua sự kiện Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 8 hàng năm, theo lời kêu gọi của Liên minh Thế giới về hành động nuôi con bằng sữa mẹ, WAPA. Sữa mẹ mang đến những lợi ích gì cho bé? Cung cấp lượng chất béo, đường, nước, protein và khoáng chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của bé. Dễ tiêu hóa hơn sữa công thức. Chứa các kháng thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiễm trùng tai, tiêu chảy, bệnh hô hấp và dị ứng. Làm giảm nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Nuôi con bằng sữa mẹ tốt cho người mẹ như thế nào? Giúp cơ thể giải phóng hormone oxytocin, khiến tử cung co bóp, trở lại hình dáng kích thước như trước khi mang thai và sớm chấm dứt hiện tượng chảy máu âm đạo sau sinh. Giúp giảm cân dễ hơn, sớm lấy lại trọng lượng như trước khi mang thai. Cho con bú có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay tiếp tục khuyến khích các bà mẹ hãy nuôi con bằng sữa mẹ vì những lợi ích mà nó mang lại, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đối phó gia tăng bệnh lý nhiễm trùng ở trẻ em, dinh dưỡng phải đi trước. Tỷ lệ trẻ mắc các bệnh lý nhiễm trùng gia tăng hiện nay là một thách thức đối với sức khỏe toàn cầu. Tháng 5 vừa qua, trong khi hàng loạt trẻ em trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc bị tiêu chảy, sốt, nôn ói vì virus lạ có tên norovirus, thì tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1, số bệnh nhi nằm điều trị mỗi ngày khoảng 200 trẻ, có thời điểm tăng hơn 300 trẻ, gấp đôi so với cơ số giường bệnh hiện tại của khoa. Đáng lưu ý, trong mùa nắng nóng tháng 6 và tháng 7, bệnh lý thường xuất hiện vào mùa đông xuân hoặc mùa mưa ẩm thấp là cúm A lại gia tăng bất thường ở trẻ. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, gần đây sự xuất hiện của các bệnh nhiễm trùng mới nổi đã tăng nhanh là một thách thức lớn đối với y học. Các vi sinh vật như virus, vi khuẩn đột biến tạo nên chủng mới thường xuyên, chúng biến đổi cấu trúc để thoát khỏi hệ thống miễn dịch bảo vệ của con người. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang là nỗi lo chung của cả thế giới. Tốc độ nghiên cứu và bào chế thuốc kháng sinh thế hệ mới hiện không theo kịp so với mức độ gia tăng của các vi khuẩn kháng thuốc. Để đối phó với sự gia tăng của các bệnh lý nhiễm trùng ở trẻ em, giải pháp được đưa ra là tăng cường hệ thống miễn dịch tự nhiên và chủ động cho cơ thể, trong đó dinh dưỡng phải đi trước. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu quý giá để tổng hợp các thành phần cho cả miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. Một số vitamin và các nguyên tố vi lượng đặc biệt như kẽm, sắt đã được chứng minh là có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Do đó, các chiến lược trong thời gian tới nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, điển hình là kẽm và sắt, để đối phó với nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trong tương lai. Theo chương trình khảo sát tình trạng dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á lần 2, bữa ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam chỉ đáp ứng được 50% kẽm và sắt cho trẻ. Vì vậy, để đảm bảo đủ lượng kẽm và sắt cho nhu cầu hàng ngày, giúp nâng cao hệ miễn dịch, thì cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bằng sản phẩm dạng lỏng dễ uống, dễ hấp thu như Phytobimbi Ferose. Sản phẩm được đề cập trong phác đồ dự phòng kẽm sắt cho nhu cầu hàng ngày của trẻ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thưa quý vị, ăn uống kém, mệt mỏi, hay buồn ngủ, học hành không tập trung, dễ cáu gắt, thiếu máu, vân vân và vân vân là những biểu hiện của việc thiếu kẽm và thiếu sắt lâu dài ở trẻ em. Nhưng nhiều cha mẹ không hay biết. Và theo cuộc tổng điều tra dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia vào năm 2020, tình trạng trẻ em ở Việt Nam của chúng ta thường thiếu trầm trọng hai vi chất là kẽm và sắt. 60% trẻ thiếu kẽm và cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ em thiếu sắt. Đặc biệt là trẻ thiếu kẽm thường đi đôi với thiếu sắt và ngược lại. Câu hỏi được đặt ra của ngày hôm nay đó chính là chế độ ăn hàng ngày như thế nào là đủ kẽm và đủ sắt cho trẻ? Chúng ta cần làm gì để đảm bảo cho trẻ đủ hai vi chất quan trọng đó chính là kẽm và sắt? Và bây giờ thì hãy cùng Quốc Bảo gặp gỡ nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hồ Quốc Pháp đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ.
Xin chào MC và xin chào toàn thể quý vị. Và thay mặt cho chương trình thì Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian và nhận lời của chương trình đến đây để trò chuyện cùng với Quốc Bảo và cung cấp rất nhiều thông tin, những cái kiến thức rất là bổ ích dành cho sức khỏe của các bé. Và nếu quý vị khán giả còn bất kỳ những thắc mắc và những câu hỏi nào thì đừng quên hãy gọi điện thoại ngay về số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 1800 8070. Tất cả những bác sĩ và những chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phytobimbi Ferrose, bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ, đủ nhu cầu hàng ngày cho trẻ, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay câu chuyện nào sẽ được kể, những tình trạng sức khỏe của các bé sẽ được diễn tả ra sao? Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với tình huống của ngày hôm nay. Coi 1 ký ghẹ. Tức ghê, bữa nay sao mà ghẹ tươi nó ít dữ vậy ta, đi thì 6 giờ sáng mà cũng không giành được mối của mấy bà kia nữa. Thật sự mà nói, ghẹ là 1 ký, là tôm 2 ký, đi vô để nhớ, tôm 2 ký, gan là 3 ký. Chết rồi, bây giờ chắc phải kêu bà Tư là phải giữ ghẹ lại chứ ghẹ 1 ký là không có đủ. Mẹ! Gì đó con? Trời ơi mẹ! Cái gì? Mẹ mua cái gì mà chất đầy cái tủ lạnh hết vậy mẹ? Mua đồ ăn chứ mua gì? Trời đất ơi, ngày nào mẹ cũng mua, mẹ chất đầy hết trơn á, chưa có ăn hết luôn á. Mẹ cứ bắt con Nam nó ăn hoài những cái thứ đó, rồi sao nó ăn nổi mẹ? Ơi, nhờ con nhắc mới nhớ, bữa nay mua được ít ghẹ quá con ơi. À, ngày mai phải đặt 5 ký nữa mới được con ơi. Thôi mẹ ơi, bộ mẹ định làm cho Conan con thành dũng sĩ diệt ghẹ hả mẹ? Tội nghiệp con Conan quá mẹ, bụng đâu nó ăn cơm ăn cá ăn rau ăn trái cây, nó ăn vậy nó mới đủ chất, con không hiểu hả? Mẹ nghĩ đi, mình phải cho bữa ăn nó đa dạng chút xíu. Mẹ cứ ép ăn 3 cái đồ hải sản nó hoài, rồi nó không ăn cơm, nó biến ăn, rồi nó bỏ ăn nữa. Thấy không, thằng Conan nhà mình á, nó 2 tuổi rồi mà nó ốm nhom nhất à. Trời ơi, mấy đứa trong hàng xóm mình nó 2 tuổi mà nó bự gấp đôi thằng nhỏ luôn. Chưa tính hả, là nhỏ hả ho, cảm sổ mũi hoài. Trời ơi mẹ ơi, nhưng mà Conan không muốn ăn. Bây giờ cái chuyện muốn ăn hay không là mình cũng phải ép nó ăn, con hiểu không? Chứ bây giờ là nó mà thiếu kẽm nè, thiếu sắt á, là nó sẽ bị mệt mỏi nè, nó sẽ ngủ không đủ nè, rồi á mai mốt nha, nó lớn lên nha, nó đi học nha, nó sẽ bị mất tập trung, nó học tập kém. Trời ơi là trời. Conan ơi, ra đây. Đau. Ô đau hả? Con đang làm gì? Ô no hả? Cái tay á. À cái tay á hả? Ừ. Sao sáng giờ em ăn gì chưa? Vú chịu ăn gì hết bà chủ ơi. Trời ơi, Conan ơi, bà nội luộc ghẹ cho Conan ăn nha. No hả? No ăn nữa kìa. Trời ơi, hay bà nội luộc tôm cho Conan ăn nghe. Không có ăn. Thôi vú ơi, vậy sao vậy vú? Nó chán mấy cái món này lắm rồi bà ơi, nó không chịu ăn cái gì hết. Thôi bây giờ vậy đi, đi vô đi, mở cái tủ đông ra là hồi sáng là mấy cái món như có gan nè. Thôi bữa nay xay gan cho em đi, nấu cháo mà xay gan ra cho em ăn nha. Nếu mà được 1 con ghẹ nữa là quá tốt. Đi vô nấu ép nó ăn giùm cho bà đi nha. Mẹ có thấy Conan không? Nó quá ngán rồi. Mẹ kêu món gì cũng không ăn hết trơn á. Thiếu cái gì bổ sung cái đó, thiếu chất gì bổ sung chất đó. Mẹ nói con nghe nè, hồi đó đó, lúc mà mẹ nuôi con trai mẹ, tức là chồng của con bây giờ đó, nhà không có tiền, thành ra thằng nhỏ hả, nó thiếu thịt nè, nó thiếu hải sản nè, rồi nó thiếu đủ thứ trơn trọi á. Thôi bây giờ nhà mình có 1 chút tiền rồi, đừng có tiết kiệm với cháu của mẹ nữa. Nó không ăn á thì là xay ra cho nó uống. Trời ơi mẹ ơi, thiệt á, người lớn như con còn ngán đây mà mẹ ép thằng nhỏ ăn như vậy hoài. Trời ơi, tội nghiệp quá mẹ. Tội nghiệp cái gì mày, sao mà mày ăn uống mà tội nghiệp? Vụ gì mà hai mẹ con nói chuyện vui vẻ quá vậy? Không có vui luôn á. Hả? Đang rất là căng thẳng luôn á. Bây giờ này nè, có anh đây anh nói chuyện với mẹ đi. Mẹ cứ ép Conan ăn 3 cái ghẹ, cái gan hoài, ngày nào cũng cả ký vậy, nhỏ không ăn nổi luôn á. Ủa mẹ, sao tự mẹ ép con của con ăn dữ vậy mẹ? Trời ơi con ơi, đây nè, mẹ ép cái gì? Toàn những đồ bổ đầy chất dinh dưỡng thôi. Nó phải bổ sung kẽm với sắt, mà kẽm với sắt thì có trong cái gì? Có trong ghẹ, có trong nghêu, có trong gan, có trong tôm, có trong cua, con hiểu chưa? Thì bây giờ nó phải ăn chứ. Con có biết không, nếu mà con nít đó, trong 5 năm đầu đời của nó đó mà nó thiếu kẽm thiếu sắt là sau này là nguy hiểm thấy cảnh luôn. Ê, mẹ ơi là mẹ lấy mấy cái thông tin đâu ra nó vậy?
mẹ lấy những thông tin tốt và nghiêm túc làm ơn làm phước, lên coi, không đi sợ Google coi liền. Mối nguy hại của việc thiếu sắt và kẽm đối với con trẻ trong 5 năm đầu đời. Trời ơi, làm có chuyện đó, con nói thiệt mẹ luôn. Con chưa bao giờ nghe cái thông tin nào mà trẻ dưới 5 tuổi mà bị thiếu kẽm, thiếu sắt gì mà ăn bữa ăn hàng ngày mà không đủ chất, chưa bao giờ nghe đúng không em? Con thiệt con cũng chưa bao giờ nghe luôn á mẹ. Nè, thức ăn bình thường á nha là không đủ nghe, cho nên mình phải bổ sung. Bây giờ không tin mẹ đúng không? Hỏi bác sĩ. Đây, đây, hỏi bác sĩ đi. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với cái tình huống mà Quốc Bảo và bác sĩ cùng với tất cả quý vị khán giả vừa mới theo dõi. Và trong cái tình huống vừa rồi, nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta thì đang thắc mắc là trẻ dưới 5 tuổi thường thiếu kẽm, thiếu sắt. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Theo cái nghiên cứu mới nhất gần đây của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019 và năm 2020 thì cái tỷ lệ mà thiếu kẽm đối với những cái trẻ nhỏ hơn 5 tuổi, dưới 5 tuổi là nó có tới khoảng 60%. Wow. Còn cái tỷ lệ thiếu sắt thì cứ ba bé như vậy á thì có một em bé là có tình trạng thiếu sắt. Yeah. Điều đó nói lên như gì? Nghĩa là cái chuyện mà thiếu kẽm và thiếu sắt hiện tại bây giờ nó rất là phổ biến. Tổ chức dinh dưỡng thế giới là Global Nutrition, người ta cũng kết luận rằng là Việt Nam là một trong những nước có tình trạng thiếu kẽm và thiếu sắt nó mang tính nghiêm trọng. À. Mà đặc biệt trẻ em thiếu kẽm thì nó hay đi đôi với lại thiếu sắt. Dạ đúng rồi. Thì đầu tiên á là sắt với lại kẽm thì nó được dự trữ trong thai kỳ. Nhưng mà những cái lượng dự trữ mà trong 4 cái tuần cuối của thai kỳ á thì nó chỉ đủ sử dụng trong khoảng từ 3 tới 6 tháng sau khi mẹ bé nó được sinh ra thôi. Thông thường là 4 tháng. Mà trong khi là cái lượng sắt và kẽm của sữa mẹ thì nó lại không đủ để cung cấp cho em bé trong cái giai đoạn mà sau 6 tháng. Một cái yếu tố khác nữa là trong thịt, như thịt bò hay là các cái nhuyễn thể, ví dụ như hàu hay là gì đó, thì nó cung cấp cùng một lúc hai cái. Nên là thông thường nó thiếu thì nó sẽ thiếu cả đôi luôn. Chứ không phải là thiếu chỉ có một chất thôi. Ngoài ra thì cái chế độ ăn hàng ngày đó, đối với trẻ thì nó chỉ hấp thu được khoảng từ 5 cho tới 15% cái lượng sắt thôi. Và từ 10 cho tới 30% cái lượng kẽm. Đặc biệt là nếu mà chúng ta ăn mà thiếu thịt, hải sản thì thông thường cái lượng kẽm sắt cũng sẽ càng thấp hơn nữa. Một vấn đề nữa là các em bé mà sau 6 tháng tuổi thì em bé nó hay bị nhiễm giun sáng. Đặc biệt là độ tuổi từ 1 tuổi trở đi đó. Khi mà bị nhiễm giun sáng giống như vậy á, nó làm cho cái chuyện mà hấp thu thức ăn cũng như là tiêu hóa của đường ruột nó không có tốt. Thì làm cho nó cũng ảnh hưởng tới cái chuyện mà hấp thu kẽm và sắt luôn. Đó là lý do tại sao mà thông thường kẽm và sắt thì thường nó hay thiếu vào trong cái độ tuổi đó và nó hay đi đôi với nhau. Dạ, và như là bác sĩ cũng vừa chia sẻ thì tỷ lệ trẻ em thiếu kẽm và sắt, đặc biệt là ở Việt Nam của chúng ta thì khá là cao. Và nói riêng là trẻ từ 6 tháng cho đến 5 tuổi nữa thì rất là nghiêm trọng. Vậy thì bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc của nhân vật trong tình huống của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chế độ ăn hàng ngày của trẻ liệu có đáp ứng đủ nhu cầu kẽm và sắt dành cho các bé không thưa bác sĩ? Phần đông là cái chế độ ăn của chúng ta mà dành cho em bé đó hầu như là không cung cấp đầy đủ. Mà cái thời điểm đó lại là cái thời điểm mà em bé bắt đầu thiếu chất. Theo một cái nghiên cứu dinh dưỡng Đông Nam Á là CNUS á, thì người ta ghi nhận rằng là trong cái chế độ ăn của các em bé Việt Nam á, đến thời điểm hiện tại thì nó chỉ cung cấp được khoảng 50% cái dinh dưỡng thôi. Mới có một nửa 50% thôi. 50% nhu cầu. Một số khoáng chất ví dụ như là kẽm với sắt, đặc biệt như vitamin nhóm B nè, vitamin C, vitamin E. Với một cái đứa bé 6 tháng tuổi thì trong một ngày á, nó có thể cần phải tầm 4,1 gram sắt và 5,6 gram kẽm. Thì với cái nhu cầu mà số lượng sắt kẽm như vậy thì nó sẽ ăn ví dụ như là 23 quả trứng gà, 1 kg hàu hoặc là 1 kg thịt bò. Với cái em bé 6 tháng tuổi thôi mà để đảm bảo được nhu cầu sắt và kẽm mà phải cần ăn như vậy thì điều đó là không thể, là chắc chắn là không thể. Nên là đúng rồi, nên là hầu như là những cái bữa ăn hàng ngày là cái chuyện thiếu sắt thiếu kẽm là chúng ta không thể tránh khỏi. Cũng xin trở lại cái tình huống trong chương trình đó, là ở tình huống này thì em bé nó bị bắt ăn khí ghẻ. Đúng rồi, quá nhiều. Bởi vì cái người chăm sóc là họ chỉ thông tin là ăn ghẻ nhiều là nhiều kẽm, nhiều sắt là họ bắt ăn nhiều lên. Mà quý vị hình dung mình ăn cả khí ghẻ trong độ tuổi mà em bé nó như vậy, nó quá sức với em bé. Bởi vì ăn nhiều ghẻ hoặc là hải sản quá, nó xảy ra một tình trạng là chướng bụng. Đúng. Sinh hơi nhiều hơn. Thì chính cái chuyện đó nó làm cho em bé nó biếng ăn nữa. Vậy thì chúng ta có cách nào để bổ sung kẽm và sắt cho trẻ đủ với nhu cầu hàng ngày không ạ? Để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta phải chỉnh lại cái chế độ ăn của em bé. Và chúng ta phải nắm được là trong các nhóm thức ăn á, thì cái nhóm thức ăn nào nó chứa nhiều kẽm và sắt thì mình có thể liệt kê, ví dụ như là giống như bác sĩ cũng đã chia sẻ, có thể là nó có trong các loại thịt, thịt bò hay chẳng hạn, rồi nó có một số loại nhuyễn thể, ví dụ như hàu hay hải sản hay tôm cua thì nó cũng cung cấp một phần kẽm sắt trong đó. Ngoài ra thì cũng có một số loại rau củ quả nữa.
Cái thứ ba, bên cạnh cái chuyện mà mình chỉnh lại chế độ ăn thì cũng có một số sản phẩm hỗ trợ bổ sung cả sắt lẫn kẽm. Nhưng mà khi quý vị mà lựa chọn sản phẩm hỗ trợ cho em bé, siro chẳng hạn, đúng rồi. Thì mình lựa chọn, mình phải lựa chọn cái xuất xứ nó rõ ràng. Cái thứ hai là nó phải được Viện Dinh dưỡng Quốc gia và các chương trình can thiệp về dinh dưỡng quốc gia họ cho phép. Thông thường những cái sản phẩm là nó phải kết hợp, tức là vừa kẽm vừa có sắt ở trong đó. Quý vị cũng phải lưu ý là mình phải chọn những cái sản phẩm mà nó có nồng độ sắt với lại kẽm nó phải tương đương nhau và nó hỗ trợ nhau trong hấp thu, và nó phải đảm bảo là cung cấp đủ kẽm với lại sắt theo cái nhu cầu hàng ngày của em bé. Và một lưu ý nữa là mình hay quên á, nếu mà ba mẹ thì họ chỉ để ý tới cái chuyện mà sử dụng sản phẩm là chỉ có sắt với kẽm thôi, nhưng mà phải lưu ý là phải có thêm vitamin C nữa. Vitamin C có thể trong cái sản phẩm nó có thì mình khỏi cần phải bổ sung, nhưng mà nếu không có thì mình phải sử dụng kèm thêm một cái sản phẩm khác chẳng hạn, bởi vì vitamin C nó sẽ giúp cho cái chuyện hấp thu sắt nó tốt hơn, nó dễ dàng hơn, nó hỗ trợ. Không riêng gì kẽm mà kể cả các sản phẩm mà có chứa sắt nữa, cái vị của nó, cái mùi của nó rất là khó chịu. Có nhiều em bé hầu như là không uống được luôn. Mình phải lựa chọn cái sản phẩm nào mà nó không có cái mùi quá nặng. Ưu tiên cái sản phẩm từ thiên nhiên. Thêm một cái nữa là mình phải điều trị các cái bệnh lý mà có liên quan mà nó gây ra giảm tình trạng, ví dụ như là bé nó bị dung sáng thì anh phải điều trị xong cái đó. Bên cạnh đó thì mình mới kết hợp thêm các cái loại thực phẩm hỗ trợ. Thì khi mà kết hợp thực phẩm hỗ trợ thì phải có đảm bảo những cái yếu tố bác sĩ liệt kê đó. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những cái thông tin, những cái phương pháp rất cụ thể và tỉ mỉ đến từ bác sĩ. Hy vọng rằng những nhân vật trong cái đoạn video clip vừa rồi sẽ tận dụng được những cái thông tin và kiến thức này để áp dụng vào câu chuyện của mình. Xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng quay trở lại tình huống. Con thấy chưa? Trẻ thiếu kẽm, thường thiếu sắt và chế độ ăn hàng ngày không đủ. Trời ơi, thiệt vậy mẹ, nghiêm trọng dữ vậy mẹ. Rất là nghiêm trọng, mẹ nói cho con biết. Nhưng mà mẹ ơi, thực sự là con thấy con của con ăn một ký như vậy mà bắt nó ăn, nó ngán lắm mẹ. Sao nó ăn nổi, con còn ăn không nổi nữa đó mẹ. Mẹ cũng đang suy nghĩ như vậy, bây giờ mẹ không biết làm cách nào. Bây giờ để coi cha nó thằng Phúc đó. Trời ơi, nó đi rồi. Thằng này nó vô tâm thiệt luôn á. Anh ơi! Ai kêu tôi đó? Mày đâu vậy? Hả? Trời, con nghe bác sĩ tư vấn sản phẩm mà để bổ sung kẽm và sắt mỗi ngày cho bé đó mẹ. Mua liền. Trời đất ơi, thấy gì? Đây, coi thử đi. Dạ, đây là sản phẩm Phytobimbi Ferrose. Đây là sản phẩm bổ sung kẽm sắt hữu cơ, đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho trẻ và được nhập khẩu nguyên hạt từ Italy. Dùng cho trẻ trong giai đoạn phát triển, giúp cho trẻ được ăn ngon miệng đó mẹ. Phát triển được tối ưu chiều cao và cân nặng nữa. Hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp trẻ giảm mệt mỏi, tăng cường khả năng tập trung và còn giảm nguy cơ thiếu máu và thiếu sắt. Sản phẩm này được dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, không tanh nha, và vị ngọt thanh dễ uống nữa. Trời ơi, nó được uống một cái dạng mà gọi là nó dễ uống mà lại thơm tho, không có vị tanh. Trời ơi, như vậy là nó đầy đủ kẽm, đầy đủ sắt, như vậy nó sẽ không thiếu máu. Mà không thiếu máu như vậy thì nó sẽ không bị lờ đờ. Rồi lại còn cao nữa. Trời ơi, như vậy là cháu của mẹ sẽ khỏe mạnh và lớn nhanh. Mày yên tâm rồi ha. Quý vị thân mến, vậy là các nhân vật của chúng ta ngày hôm nay đã có giải pháp thích hợp để chăm sóc bé nhà mình rồi. Một thông tin thật là vui phải không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây trò chuyện cùng với Quốc Bảo và cung cấp rất nhiều thông tin, những kiến thức rất hữu ích dành cho tất cả các bậc cha mẹ về dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm và sắt dành cho các bé. Và hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả đã biết được chế độ ăn hàng ngày của trẻ trong độ tuổi phát triển, đặc biệt là từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, khó có thể đáp ứng đủ kẽm và sắt cho nhu cầu hàng ngày, thì chúng ta đã có những giải pháp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để các bé phát triển khỏe mạnh và lớn nhanh hơn, thưa quý vị. Và nếu như tất cả quý vị còn thắc mắc về những câu hỏi nào dành cho sức khỏe của các bé trong nhà của chúng ta thì đừng quên, hãy gọi ngay về số tổng đài quen thuộc của chương trình. Đó chính là 1800 8070. Tất cả những chuyên gia và bác sĩ của chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Và một lần nữa thì Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phytobimbi Ferrose, bổ sung đồng thời kẽm và sắt hữu cơ đủ nhu cầu hàng ngày cho trẻ, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ thạc sĩ Hồ Quốc Pháp xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Bác sĩ Nhi Khoa. Trời đất ơi, ngày nào mẹ cũng mua mẹ chất đầy hết trơn á, chưa có ăn hết luôn á. Mẹ cứ bắt con Nan nó ăn hoài những cái thứ đó rồi sao nó ăn nổi mẹ. Ơi, nhờ con nhóc mới nhớ bữa nay mua được ức ghẹ quá con ký à, ngày mai phải đặt 5 kg nữa mới được con ơi. Thôi mẹ ơi, bộ mẹ định làm cho con Nan con thành dũng sĩ diệt ghẹ hả mẹ? Tội nghiệp con Nan quá mẹ.